Ok, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học thứ 24 của lớp A1 X-Men. Và buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về danh từ. Ok, các bạn thân mến, tiếng Anh. Hôm trước thì các bạn còn nhớ là chúng ta đã có cái phần giới thiệu sơ bộ với nhau về các cái loại từ. Đúng không? Trước là chúng ta đã giới thiệu sơ bộ với nhau về loại từ ở trong tiếng Anh. Gồm có 8 loại từ. Chúng ta có bức tranh tổng thể về các loại từ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào từng loại từ một. Và cái loại từ đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu là danh từ. Là 8 loại từ ở trong tiếng Anh. Parts of speech. Danh từ, noun. Đại từ, pronoun. Động từ, verb. Tính từ, adjective. Trạng từ, adverb. Giới từ, preposition. Liên từ, conjunction. Và thán từ, interjection. Danh từ là gì? Danh từ là loại từ để chỉ người, chỉ vật, chỉ địa điểm, chỉ đồ vật, chỉ ý tưởng, ý niệm, chỉ danh xưng chức vụ và thậm chí là chỉ hành động. Chúng ta hãy thử tìm một số ví dụ với danh từ chỉ người. Các bạn có thể viết ra bảng cho mình xem là các bạn biết được những từ gì trong tiếng Anh là danh từ chỉ người. Hãy viết ra bảng và giơ bảng lên cho mình xem nhé. Nếu ai mà không biết từ tiếng Anh thì hãy viết bằng tiếng Việt cái mà các bạn nghĩ đó là danh từ để chỉ người. Các bạn viết và giơ bảng lên tôi xem. Nào mời mọi người giơ bảng lên. Danh từ chỉ người. Chúng ta sẽ spotlight một vài bạn xem nào. Ví dụ của bạn Lena, Lê Thơm. Chữ viết bảng rất đẹp, viết tay rất đẹp. Hay là ví dụ của bạn lớp trưởng Andrew, chúng ta có từ bạn Lê Thơm, Lena có từ teacher, bạn lớp trưởng Andrew có từ men, women, woman. Child. Child, yes. Ok, bạn David, lớp trưởng A2 của chúng ta có từ English club. Ok, bạn Misa có từ men, woman, Misa. Mình xem có những bạn khác nào. Bạn Kiera viết tay lên bảng rất đẹp. Kiera có từ people và doctor. Bạn khác nào, bạn nhiều bạn dơ bảng nhưng mà chữ rất là bé thì mình không nhìn thấy. Ví dụ như bạn Emily 280 này, làm sao mà bạn ra được cái vòng tròn như mặt trăng đẹp thế nhỉ? Peter, father, mother, sister, bạn Emily 280, không biết là làm thế nào để bạn làm được cái mặt trăng đẹp như thế. Ok, như vậy là các bạn có những cái ví dụ đầu tiên về danh từ rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ xem là các cái danh từ các bạn đưa ra đó có phải là danh từ chỉ người không nhé.
một số ví dụ là mình thấy đúng rồi, nhưng có một số ví dụ thì đúng là danh từ nhưng mà nó không phải danh từ chỉ người, không phải là danh từ chỉ người. Danh từ chỉ người, ví dụ David là danh từ chỉ người, tên riêng, chỉ người tên là David. Emily, danh từ chỉ người. He, anh ấy, danh từ chỉ người. She, cô ấy, danh từ chỉ người. Father, bố, người bố, danh từ chỉ người. Mother, mẹ, người mẹ, danh từ chỉ người. Grandparents, ông bà, danh từ chỉ người. Như vậy danh từ chỉ người là những cái từ mà để chỉ về con người, chỉ về con người cụ thể hoặc là con người chung chung, là danh từ chỉ người. Cái loại thứ hai là danh từ chỉ con vật, chỉ vật. Các bạn thử tìm một số ví dụ về danh từ chỉ con vật xem nào. Hãy viết lên bảng và giơ bảng lên cho cả lớp cùng xem. Sao mày mượn cái ấy? Cái thẻ lau bảng. Ok, mọi người dơ bảng lên nào. Ok, chúng ta có bạn Rini viết trên cái màu vàng rất là dễ đọc. Dog, cat, fish. Ok, mình thử xem có bạn. Bạn Lavi, background che hết chữ không đọc được. Bạn Annie viết trên giấy nhưng mà khá là dễ đọc. Cũng có dog, cat, elephant, lion. Ok. Xem tiếp nào. Very good. Bạn Vic. Bạn Vic. Bạn Vic có từ dog, cat, bird, monkey, mouse. Ok, bạn Ruby, sao lại có bạn nhỏ nào đây nhỉ? Bạn Ruby 141 có bạn nhỏ. Ok, mình thấy các bạn đều rơi được những cái ví dụ về từ loại chỉ vật rồi, chỉ con vật rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Chỉ con vật là những danh từ để chỉ những cái con vật cụ thể. Những con vật có thể là vật nuôi trong nhà, có thể là vật ở ngoài thiên nhiên, con vật, động vật. Như là dog là chó, cat là mèo, lion là sư tử, tiger là con hổ, chicken là con gà, cow là con bò, sheep là con cừu, là những danh từ để chỉ con vật. Loại thứ ba là chúng ta có danh từ để chỉ địa điểm. Danh từ để chỉ địa điểm. Các bạn thử tìm một số ví dụ về danh từ chỉ địa điểm và viết vào bảng rồi giơ bảng lên cho cả lớp cùng xem nào. Một số ví dụ về danh từ chỉ địa điểm. Ok, rất nhanh chóng bạn Rini đã có những từ đầu tiên. Như là Canada, Việt Nam, London. Very good. Ok. Chúng ta thử xem các bạn khác nào. Bạn Wingstart có những từ như là
school, hospital. Very good. Ok. Xem tiếp nhé. Bạn Julia. Có những từ như là home và school. Ok. Very good. Bạn Lina. Có từ home, school, class. Như vậy các bạn có bốn từ khá là tương đồng với nhau, đúng không ạ? Khá tương đồng với nhau. À, Newman có một số từ. Chúng ta thử xem nhé. Beach, river, sea, Sydney, Australia. Very good, ok. Rồi, vậy bây giờ chúng ta thử xem là những cái từ nào là chúng ta có thể coi là danh từ chỉ địa điểm nhé. Như vậy danh từ chỉ địa điểm tức là chỉ một cái địa điểm đúng không ạ? Một cái địa điểm, một cái nơi chốn nào đấy thì gọi là danh từ chỉ địa điểm. Ví dụ như là Asia là châu Á, Australia là nước Úc, châu Úc, Nghệ An, Hà Nội, Sài Gòn, school, trường học, post office, bưu điện. Thì những cái từ mà địa danh tên riêng này thì rất là rõ rồi, nó là từ chỉ địa điểm. Thế còn cái từ mà school, post office, hay là ví dụ như Newman có ghi là cái gì beach hay là gì đó, hay là class, như bạn Weinstein. Các bạn hãy lưu ý là những cái danh từ đấy, một mặt chúng ta có thể gọi nó là danh từ chỉ địa điểm khi mà chúng ta nói đến một cái trường cụ thể nào đấy, một cái bưu điện cụ thể, một cái lớp học cụ thể nào đó mà cả nói và cả người nói và người nghe đều có thể hình dung được là nó nằm ở đâu, thì chúng ta coi nó là danh từ chỉ địa điểm. Còn nếu không ấy, mà dùng như là một cái danh từ chung chung ấy, thì nó không còn là danh từ chỉ địa điểm nữa các bạn ạ, mà có thể được liệt kê vào cái loại là danh từ chỉ vật, chỉ vật, chỉ đồ vật. Ví dụ chúng ta nói trường học, khi chúng ta nói trường học mà cả người nói và người nghe đều hiểu là đang nói đến trường nào đấy trong cái khu vực mình sống, ví dụ trường cấp 3, trường cấp 2 nào đấy của quê mình, ví dụ ngày mai gặp nhau ở trường nhé, đúng không? Thì trong trường hợp này trường, school là danh từ chỉ địa điểm. Nhưng chúng ta nói là trường học là nơi mà học sinh đến học, thì lúc bây giờ school này không còn là danh từ chỉ địa điểm nữa, mà nó là danh từ để chỉ một cái vật, vật ở đây cụ thể là cái ngôi trường, hoặc thậm chí nó còn có thể là danh từ để chỉ một cái khái niệm, một cái ý niệm, tức là cái nơi mà người ta tập hợp học sinh lại để cho giáo viên dạy học thì gọi là trường học. Vậy cho nên khi chúng ta nói đến một cái từ cụ thể thì chúng ta phải rất là hiểu rõ cái ý nghĩa của nó trong từng cái văn cảnh cụ thể các bạn nhé. Rồi cái loại danh từ tiếp theo, tức là cái ví dụ danh từ tiếp theo là danh từ là cái từ để chỉ đồ vật. Thứ tư là danh từ để chỉ đồ vật. Các bạn thử tìm một số ví dụ về danh từ chỉ đồ vật xem nào. Viết lên bảng và rơi lên. Danh từ chỉ đồ vật. Các bạn có thể viết và rơi bảng lên cho cả lớp cùng xem không? Các bạn học viên A1 cố gắng lên nào. Mình thấy các bạn học viên A2 học cùng với A1 thì viết rất nhanh. Nhưng các bạn A1 thì rất là nhiều bạn đến giờ mình còn không thấy có đưa ra ví dụ nào cả. Ví dụ như bạn Jenny nãy giờ mình chưa thấy dơ bảng lần nào thì phải. Hay là dơ nhưng mà mình không thấy được do background nó che mất. Rồi chúng ta xem bạn Hillary. Hillary có những từ như là spoon. Từ thứ hai mình không hiểu là cái gì. Từ thứ ba là pen. Ok, very good. Rồi, bạn sink. Chúng ta có thấy bạn ghi dơ lên có hai từ là book và pen. Ok.
Rồi tôi thử xem của bạn nào A1 nữa nào. Bạn bạn Nhung Nguyễn A1 có từ pen, book, notebook, table. Very good. Ok. Còn các bạn khác đâu? Bạn Yumi không có từ nào hả? Bạn Jenny đây. Jenny đã dỡ được cái bảng này lên rồi. Thì xem nào, bạn Jenny có từ table, desk. Biết desk là từ gì? Board. Board cũng có thể, ok. Board. Nhưng mà desk, không biết desk là từ gì. Khả năng từ đấy không có trong tiếng Anh. Ok, bạn very good. Bạn nhầm đến D ở cuối là bạn đọc thơ. Excellent, desk. Excellent. Ok. Và chúng ta, các bạn hạ bảng xuống, chúng ta xem nhé. Ví dụ. Đồ vật mà. Ví dụ mobile. Cái điện thoại di động. Hay là cái thiết bị di động. Mobile. Books. Quyển sách. Desk. Là cái bàn học. Computer là cái máy tính. Apple, quả táo. Water, nước. Cake, cái bánh. Như vậy là đấy là những danh từ chỉ đồ vật. Tiếp theo là danh từ chỉ ý tưởng, ý niệm. Các bạn có thể tìm một số ví dụ về danh từ chỉ ý tưởng và ý niệm không? Hãy viết nó lên bảng và giơ lên cho cả lớp cùng xem nhé. Danh từ chỉ ý tưởng hoặc là ý niệm. Các bạn hãy viết lên bảng và giơ lên cho cả lớp cùng xem nào. Có ai có danh từ chỉ ý tưởng ý niệm nào chưa? Bạn Jennifer 273 nãy giờ mình thấy chưa giơ bảng lần nào thì phải nhỉ? Ok, danh từ chỉ ý tưởng ý niệm. Ừ, ý tưởng, ý niệm mà. Danh từ chỉ ý tưởng, ý niệm. Ok, mình thấy bạn Anna Tramok có một số danh từ đây. Mình sẽ giơ lên cho các lớp cùng xem. Bạn Anna. Ok. Chúng ta cùng xem cái danh sách của bạn Anna nhé. Anna và bạn. Ok, Anna có memory, anger, freedom, honesty. Very good. Ok. Mình vừa thấy có bạn một số bạn hơi nhầm lẫn giữa danh từ và tính từ rồi đấy. Mình đã thấy có một số bạn là nhầm lẫn rồi. Mình sẽ không spotlight những bạn để lên. Các bạn khác giơ lên cho nào. Ok, bạn Daisy 29 này. Có những từ như là success. À, từ be life không biết là từ này là từ gì, không biết trong tiếng Anh hình như không có từ này. Và từ thứ hai, từ thứ ba của bạn đấy là từ happiness. Ok, good. Alright. Vậy là các bạn bắt đầu có những ý tưởng, ý niệm về cái danh từ gọi là danh từ chỉ ý tưởng và ý niệm rồi. Ok, interesting. Chúng ta cùng xem nhé. Các bạn có thể hạ bảng xuống. Ví dụ, honesty, honesty, honesty nghĩa là tính trung thực, lòng hay là sự trung thực. Sadness, sadness là nỗi buồn hay là sự buồn. Friendship, friendship nghĩa là tình bạn. Trust, trust là niềm tin, tin tưởng, trust. Tin tưởng. Integrity, integrity, danh từ nghĩa là tính chính trực. Mấy cái này là giá trị cốt lõi của chương trình Tony X-Men. Knowledge, knowledge là kiến thức. Open-mindedness, open-mindedness là tâm mở, cái tâm nó mở, sự mở tâm, cái tâm mở. Danh từ để chỉ cái ý tưởng và ý niệm. Ok, next. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu những danh từ để chỉ danh hiệu và chức vụ.
Các bạn có thể tìm được một vài ví dụ về danh từ chỉ, danh hiệu hoặc là chức vụ không? Hãy viết lên bảng và dơ lên cho cả lớp cùng xem. Danh từ chỉ, danh hiệu hoặc là chức vụ, các bạn có thể có những danh từ nào? Các bạn biết được những danh từ nào? Các bạn viết lên bảng để cho cả lớp cùng xem. Danh từ chỉ, danh hiệu hoặc là chức vụ hoặc là nghề nghiệp. Nào, mời các bạn hãy dơ bảng nhé. Ok, mình thấy có bạn. Maria. Bạn Maria có một số từ như là manager, director, director, manager, director, staff, founder. Okay, very good. Bạn nào, các bạn khác nào? Ok, mình xem bạn Jenny 130 lần này xem bạn ấy đưa ra những từ gì, có từ nào nhầm lẫn không? Có từ nurse, policeman, director, manager. Very good. Very good. Ok. Rồi. Các bạn khác, các từ cũng khá là tương tự nhau cho nên mình không có show lên nữa. Ok, có bạn Jennifer 273. Lần này đã thấy bạn dơ lên và bạn có hai từ. Trong đó có một từ mà mới, đó là từ chef. Chef. Mặc dù của bạn rất là khó đọc mờ, nhưng mà mình vẫn đọc được là từ thứ nhất là từ chef. Và từ thứ hai khả năng là bạn viết từ manager. Very good. Ok. Well done. Cảm ơn các bạn. Các bạn có thể hạ bảng xuống được. Và chúng ta sẽ xem. Yeah. Ok, chúng ta có những từ như là doctor. Doctor nghĩa là bác sĩ hoặc là tiến sĩ. Teacher, giáo viên. Professor, giáo sư. Professor, giáo sư. Student, sinh viên hoặc là học sinh. Worker là công nhân, người lao động, người làm công. Farmer là nông dân, người làm trang trại, người làm nông trại. Đấy, những danh từ chỉ, danh hiệu và chức vụ. Wow. Bây giờ đến một cái loại rất là lạ, danh từ chỉ hành động. Danh từ chỉ hành động. Danh từ mà lại chỉ hành động. Ok, cái này là một cái khái niệm có thể nói là nó sẽ mới với những ai mà lâu nay vẫn học tiếng Anh hoặc là học ngôn ngữ theo cái lối truyền thống. Và nếu mà chúng ta quá bám vào cái câu chữ bằng tiếng Việt thì chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là bất ngờ khi mà tôi có nói với các bạn là danh từ lại có cái loại danh từ để chỉ hành động. Có thể có một số bạn thì cũng hiểu được ngay danh từ chỉ hành động, chẳng hạn như là việc cái gì đó hay là sự cái gì đó chẳng hạn, đúng không? Trong tiếng Việt chúng ta vẫn hay có việc học chẳng hạn, hay là sự lao động chẳng hạn, sự nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Đấy, nghiên cứu là động từ, sự nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Học tiếng Anh, học là động từ, nhưng mà sự học tiếng Anh chẳng hạn, thì có thể là các bạn đã bắt đầu hiểu và có thể các bạn đã nghĩ đến cái phương án này để nói rằng đó là những danh từ để chỉ hành động. Và đúng như thế. Thế nhưng mà nó còn một cái trường hợp mà không là sẽ làm cho các bạn cảm thấy bất ngờ. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp mà hôm trước trong cái buổi học phụ đạo thì tôi có giải thích cho những cái bạn mà tham gia. Thì trong cái buổi học, trong khuôn khổ buổi học này thì tôi sẽ không có điều kiện và thời gian để giải thích lại kỹ càng như cái buổi đó. Thế nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận như là một cái định nghĩa, như là một định nghĩa các bạn nhé. Đó là cái loại danh từ này là loại danh từ để chỉ hành động. Danh từ để chỉ hành động. Đấy, chúng ta có những ví dụ như là to go. Go là động từ, nhưng mà to go là chúng ta có thể coi nó là một danh từ. Đi
Going là một danh từ. Đi, to study, động từ nhưng mà coi nó như là một danh từ. Học, studying, học. To sing, hát. Singing, hát. To work, làm việc và working. Như vậy, ở bài học này thì tôi muốn các bạn hãy mở tâm, mở đầu mình ra, mở tâm. Tức là giữ cái tâm mở như trong một trong những giá trị cốt lõi của chương trình chúng ta, để tiếp nhận một cái khái niệm khá là mới, có thể là khá là mới đối với các bạn. Đó là danh từ, nó có thể là để chỉ hành động, và nó về mặt hình thức, loại từ ấy, thì nó có thể có cái hình thức là to cộng với cái động từ, to verb, to cộng verb, to go, to sing, to work. Chúng ta coi nó, có thể coi nó như là những danh từ để chỉ hành động rồi nhé. Như vậy chúng ta tiếp thu thêm một cái khá là mới. Như vậy danh từ nó không chỉ là những cái từ mà như các bạn lâu nay vẫn hiểu, là từ chỉ người, chỉ vật, chỉ đồ vật, chỉ địa điểm, chỉ khái niệm, mà nó còn chỉ hành động. Và nó không chỉ là danh động từ. Nó không chỉ là danh động từ. Ví dụ như động từ cộng với cái đuôi verb ing thì chúng ta, một số người mà đã từng học tiếng Anh thì có thể biết đó là danh động từ. Thế nhưng mà to cộng với động từ thì đâu phải là danh động từ. Cái đấy không thể gọi là danh động từ được. Nó vẫn là động từ nguyên thể có to, nhưng mà có chức năng như là danh từ. Vậy cho nên chúng ta liệt kê nó vào dạng là dạng danh từ để chỉ hành động. Khá khó hiểu đúng không? Nếu chưa thể hiểu nổi thì cứ chấp nhận cái chuyện đấy đã. Còn những ai mà được tôi giải thích hôm trước thì chắc chắn là sẽ hiểu cái chuyện này rồi. Không sao, trong quá trình học chúng ta còn nhắc lại, chúng ta sẽ gặp những ví dụ và các bạn sẽ hiểu dần thêm. Tiếp tục nha các bạn. Đến đây, tôi muốn, như vậy là tôi vừa mới nói cho các bạn là tổng cộng có những cái loại danh từ như vậy. Danh từ chỉ người, danh từ chỉ con vật, danh từ chỉ đồ vật, danh từ chỉ địa điểm, danh từ chỉ ý tưởng, ý niệm, danh từ chỉ danh hiệu, danh xưng, chức vụ, và danh từ chỉ hành động. Đó. Ở đây các bạn có hiểu hết chưa? Nếu các bạn hiểu hết rồi, các bạn giơ ngón tay cái lên như này cho tôi hiểu là các bạn đã hiểu hết những cái chuyện mà tôi vừa nói nãy giờ. Đó, kiểm tra các bạn trước khi tôi chuyển sang cái phần tiếp theo. Ok, very good, excellent. Các bạn đều hiểu hết cả. Tuyệt vời. Ok, very good. Ok, và đề nghị các bạn tập trung học bài các bạn nhé. Lúc học bài chúng ta không nghe điện thoại. Đấy, chúng ta không làm việc riêng. Hãy tập trung để học. Ok. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Trong bài ngày hôm nay về danh từ, chúng ta có rất nhiều loại danh từ như trên. Nhưng mà nếu mà phải nhóm lại thành những nhóm, tức là những cái category hay là những cái hạng mục, thì chúng ta có các cái cách nhóm hay là có các cái loại danh từ như sau. Thứ nhất là chúng ta có loại danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể. Như vậy các động từ, các danh từ phía trên chúng ta có thể chia ra làm là danh từ trừu tượng hoặc danh từ cụ thể. Chúng ta cũng có thể chia nó ra là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều. Và có một khái niệm mà tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ khá bất ngờ và cảm thấy mới khi tiếp cận ngày hôm nay. Đó là danh từ sở hữu. Danh từ sở hữu. Không sao cả. Cứ bỡ ngỡ, trước lạ sau quen, rồi các bạn sẽ cảm thấy quen thuộc mà thôi. Vì như các bạn cũng có thể biết rằng là trong chương trình Tony X-Men, chúng ta luôn luôn học những cái thứ rất là mới. Và cách học của chúng ta thi thoảng cũng rất là khác thường, không có giống cách học bình thường. Đó. Đến bây giờ thì tôi nghĩ các bạn đã bắt đầu quen với cái việc đấy rồi. Thành ra là khi mà chúng ta thấy những cái thứ mà khác thường như thế này thì chúng ta cứ bình tĩnh chấp nhận nó và tìm hiểu với nó. Không có gì cảm thấy quá là thảm thốt hay là hoảng hốt ở đây cả. Danh từ sở hữu là cái gì chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể quá dễ hiểu rồi. Trừu tượng tức là không sờ được.
Đấy, cái gì mà không sờ được là trừu tượng. Ví dụ love, nó tình yêu, không sờ được, chỉ có thể cảm thấy được. Happiness, không sờ được, hạnh phúc không sờ được, chỉ có thể cảm thấy được. Anger, sự tức giận, không sờ được mà chỉ có thể cảm thấy được. Như vậy những cái danh từ nào mà để chỉ những cái thứ mà chúng ta không thể sờ được, không thể cầm nắm được mà chỉ có thể cảm nhận được thì đó là danh từ trừu tượng, abstract noun. Còn ngược lại, những danh từ mà chúng ta có thể sờ được, chạm vào được, cầm được, nắm được thì gọi là danh từ cụ thể, concrete noun. Ví dụ như là chair là cái ghế, pen là cái bút, hay là person là người, một người nào đấy. Thì đấy là danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể. Các bạn cần phải nắm rõ định nghĩa của từng loại như vậy để sau này lúc mà chuyển sang cái phần học nâng cao hơn về ngữ pháp thì chúng ta mới có thể dễ dàng tiếp nhận những cái kiến thức tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta có khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Đếm được có nghĩa là có thể đếm được 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 1, 2, 3, 4, có thể đếm được, có thể đi với các cái số từ được để chỉ số lượng thì gọi là danh từ đếm được, countable noun. Ví dụ book, quyển sách là cái thứ đếm được, chúng ta có 1 quyển sách, 2 quyển sách. Hay là apple, quả táo, có thể đếm được. Pencil, cái bút chì, có thể đếm được. Còn những danh từ mà không thể đếm được thì chúng ta gọi là danh từ không đếm được, uncountable noun. Và các bạn đừng nhầm lẫn giữa danh từ không đếm được và danh từ trừu tượng nhé. Có những danh từ trừu tượng là không đếm được là rõ ràng rồi. Danh từ trừu tượng làm sao mà đếm được, đúng không? Phải cầm nắm được thì mới đếm được. Còn đã là trừu tượng thì đương nhiên nó là không đếm được. Thế nhưng mà danh từ cụ thể thì có những thứ đếm được và có những thứ không đếm được. Ví dụ như là a book là đếm được, an apple, một quả táo là đếm được. Nhưng mà ví dụ water là nước thì không đếm được. Hay là money là khái niệm tiền ấy, là không đếm được. Còn tất nhiên từng tờ tiền hay bao nhiêu tiền, một tờ 5.000, hai tờ 10.000 vân vân, thì cái tờ tiền thì đếm được. Nhưng tiền là không đếm được. Và tình yêu chẳng hạn, love, đó là khái niệm trừu tượng, không đếm được. Thì như vậy chúng ta có khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Và từ cái khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được, chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Khái niệm này chỉ có và chỉ áp dụng đối với danh từ đếm được mà thôi. Còn danh từ mà không đếm được, bao gồm danh từ trừu tượng, thì đã không đếm được thì làm gì mà biết ít, có số ít và số nhiều. Cho nên danh từ số ít và danh từ số nhiều nó chỉ có đối với danh từ đếm được mà thôi. Và chúng ta có danh từ số ít là singular noun. Ví dụ như là an apple, một quả táo, a song, một bài hát, one person, một người. Và danh từ số nhiều, tức là từ 2 cái trở lên thì gọi là số nhiều. Ví dụ một quả táo thì là số ít, nhưng mà 2 quả táo thì đó là danh từ số nhiều, 2 apples. 3 bài hát, 3 songs. Nhiều người, many people. Đến đây, tôi muốn các bạn nhìn kỹ những danh từ số nhiều và số ít này để chúng ta nhập tâm một cái hình ảnh. Đó là khi chúng ta nói danh từ thì chúng ta phải hiểu rằng nó không nhất thiết chỉ là một từ. Nó không nhất thiết chỉ là một từ các bạn nhé. Nó không nhất thiết chỉ là một từ. Khi chúng ta nói loại từ danh từ, danh từ là một loại từ các bạn nhé, a part of speech, một loại từ. Và đã nói cái loại từ này thì nó có thể có một từ, có thể có nhiều từ. Ví dụ gì? Ví dụ love là một từ, đúng không? Tình yêu, love là một từ, viết là L-O-V-E, đúng không? 4 chữ cái, một từ. Nhưng mà một quả táo, an apple, thì nó gồm có 2 từ. Trong đó có một cái từ gọi là bình thường các bạn học, nếu như đã ai đó đã từng học trước đây thì gọi cái từ này là mạo từ.
nhưng mà đối với tôi nó là một tính từ chỉ số lượng một, và apple là danh từ chính để chỉ về cái quả táo. Như vậy cái danh từ này nó gồm có hai từ là an apple. Hay là ví dụ danh từ số nhiều two apples, thì các bạn có thể thấy là gồm cũng gồm hai từ luôn, là từ two là cái số từ, và cái từ apples là cái quả táo. Và với số nhiều thì như các bạn đang nhìn trong cái slide này, các bạn có thể dễ dàng phát hiện ra là cái danh từ nó có sự biến đổi từ số ít sang số nhiều. Và đây là một trong những cái đặc điểm mà tiếng Anh khác với tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng ta không có khái niệm biến đổi danh từ số nhiều. Ví dụ chúng ta nói một quả táo hay là hai quả táo thì cái từ quả táo nó vẫn là như vậy, không có thay đổi gì cả, chỉ có thêm cái số đứng trước thôi. Nhưng trong tiếng Anh, các bạn đang nhìn ở trên slide tôi đang chiếu đấy, thì rõ ràng là có sự khác biệt. Một quả táo thì là cái từ quả táo là apple, được viết bởi 5 chữ cái A-P-P-L-E. Nhưng mà sang hai quả táo thì cái từ apples đã thêm một chữ cái, là thêm chữ S, thành là A-P-P-L-E-S. Tương tự như vậy, bài hát, một bài hát là a song, sang hai, sang ba bài hát, hai bài hát, ba bài hát là đã thành là songs, three songs. Hay là từ person là chỉ một người, sang nhiều người đã biến thành một từ hoàn toàn khác luôn, không còn giống cái từ kia một chút nào, đó là people. Thì đấy là cái điểm mà các bạn hãy nhìn cho thật kỹ và nhập tâm vào trong não của mình cái hình ảnh này, và đặt cho mình một cái sự gợi mở về tư duy về cái chuyện biến đổi từ số ít và sang số nhiều của danh từ trong tiếng Anh. Tiếp theo là chúng ta có khái niệm danh từ sở hữu. Danh từ sở hữu tức là danh từ mà được sở hữu bởi một danh từ khác thì chúng ta gọi là danh từ sở hữu. Ví dụ Tracy's husband, thì đây là chồng của Tracy, đây là một danh từ gồm có chồng và của Tracy. Mona's father, bố của Mona. People's government, chính quyền của nhân dân. David's girlfriend, bạn trai của David, bạn gái của David. Mia's boyfriend, bạn trai của Mia. City's meeting hall, phòng họp hay là hội trường họp của thành phố. Như vậy, danh từ sở hữu, nếu mà các bạn đang nhìn vào slide này, các bạn có thể thấy về mặt hình ảnh, thì các bạn có thể thấy nó có một cái điểm chung là có một cái chữ S, và trước đó có một cái dấu phẩy trên mũ, trên đầu. Đó. Thì đấy, ở cái điểm này thì chúng ta sẽ làm quen với khái niệm gọi là khái niệm sở hữu cách. Sở hữu cách tức là cái cách thể hiện sự sở hữu của danh từ. Và khi mà chúng ta viết như thế này thì đối với tôi trong chương trình Tone X-Men này, với cái cách tư duy mà tôi muốn các bạn cũng học tư duy theo cái lối đấy, thì chúng ta coi cái cách viết này là cách viết của một chữ. Như vậy cái chữ của Tracy đó là một chữ và được viết bởi là 6 chữ cái và thêm một cái ký hiệu nhỏ nhỏ ở trên đầu gọi là apostrophe, có cái dấu phẩy ở trên đầu, dấu phẩy sở hữu. Như vậy là chúng ta sẽ viết nó như là Tracy thêm chữ S và sau đó thêm cái dấu phẩy ở trên đầu trước cái chữ S đó. Thì những cái danh từ như thế này gọi là danh từ sở hữu các bạn nhé, danh từ sở hữu. Thì đó là phân loại, tức là khi mình nhóm các danh từ lại với nhau thì mình có các loại như vậy. Mình có thể chia ra là danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều và danh từ sở hữu. Nào, đến đây có câu hỏi gì không? Không có thì giơ ngón tay lên để chúng ta tiếp tục một cái phần tiếp theo, trước khi chúng ta sẽ dành thời gian để hỏi đáp ở sau. Mọi người ok không? Giơ ngón tay cái lên, có hiểu hết không ạ? Hiểu nhá, đây là một kiến thức rất là cơ bản và tôi nghĩ rằng là cũng có thể là các bạn đã từng học ở đâu đó rồi. Nhưng mà hôm nay tôi hướng dẫn lại cho các bạn một cách rất là hệ thống, đầy đủ, cặn kẽ, tỉ mỉ và có những cái nét mới theo cái quan điểm của tôi và theo cái cách tiếp cận của tôi. Tất nhiên không phải tôi là người phát minh ra cái này, tôi là người đi học
ở rất nhiều sách vở và nhiều thầy cô, và tôi chọn lọc ra cái cách mà tôi nghĩ nó phù hợp nhất trong cái chương trình Tone Expand này. Tôi muốn các bạn đi theo cái lối này. Ok, vậy là mọi người hiểu hết. Tuyệt vời, excellent. Vậy là chúng ta hiểu hết về cái chuyện là đến thời điểm này thì chúng ta đã nắm được cái gì nào. Chúng ta nắm được danh từ là cái gì, khái niệm về danh từ. Danh từ là gồm những cái từ để chỉ cái gì. Rồi danh từ có thể chia ra những cái loại như gì, những loại danh từ nào. Đó, đến cái lúc này, tôi tóm tắt lại là đến cái lúc này chúng ta, tất cả mỗi người ngồi trong lớp này đều phải nắm được từng đó nội dung rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Là nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem. Vậy, danh từ nó làm cái gì? Chức năng và vai trò của nó là cái gì? Ở trong ngữ pháp tiếng Anh hay là trong tiếng Anh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luôn. Và đây là nội dung tiếp theo của trên cái nền tảng mà chúng ta đã hiểu về khái niệm danh từ như vậy. Các bạn hãy cố gắng nắm cái nội dung này nhé. Nội dung này là nội dung quan trọng. Trước hết thì tôi muốn là giới thiệu sơ bộ cho các bạn về cấu trúc của một câu tiếng Anh. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu về câu tiếng Anh ở phía sau, phần sau của chương trình. Chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về câu tiếng Anh gồm có câu đơn, câu phức, câu ghép, vân vân. Nhưng mà hôm nay trong buổi học này là cái buổi khai mở đầu tiên, chúng ta đi vào cái loại từ đầu tiên trong 8 loại từ trong tiếng Anh, tức là danh từ. Thì chúng ta cần phải có một cái ý niệm đơn giản nhất, căn bản nhất về câu tiếng Anh, để từ đó chúng ta có thể học được cái bước tiếp theo là học được vai trò của những cái loại từ mà chúng ta sẽ học với nhau ở trong một câu tiếng Anh. Cho nên tôi có thể tôi giới thiệu cho bạn một cái gọi là một cái bức tranh sơ bộ về cấu trúc hay là về một cái câu trong tiếng Anh là như sau. Câu trong tiếng Anh về cơ bản nó sẽ gồm có 3 bộ phận: subject, verb và object, viết tắt là SVO, đúng không? SVO, subject, verb, object. Đây là cấu trúc căn bản của một câu tiếng Anh. Dựa trên cấu trúc căn bản này, sau này lúc chúng ta tìm hiểu về câu tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy là nó có thể mở rộng và viết thành hay là tạo thành những câu rất phức tạp. Nhưng mà xuất phát điểm của nó là subject, verb và object. Trong đó subject, tiếng Việt chúng ta tạm dịch là chủ từ, là đối tượng gây ra hành động trong câu. Đối tượng là chủ thể, là đối tượng mà gây ra hành động trong câu. Verb là động từ, chính là cái từ để mà chỉ hành động hoặc là chỉ cái trạng thái. Sau này chúng ta sẽ học sâu về cái loại từ này và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy, là cái động tác là hành động của chủ từ. Và thứ ba là object, là tân từ. Là tân từ tức là cái đối tượng chịu tác động hay là tiếp nhận cái hành động gây ra bởi chủ từ ở trong câu. Như vậy là S đã dùng hành động ví và đánh vào đối tượng O, SVO, đúng không? S là chủ từ, V là động từ và O, object, là đối tượng tiếp nhận. Thì đấy là cấu trúc căn bản và rút gọn và cốt lõi nhất của một câu tiếng Anh. Khá là giống với cả cấu trúc của một câu tiếng Việt của chúng ta đấy. Khá là giống. Ví dụ chúng ta nói, anh yêu em. Anh là chủ thể gây ra hành động yêu. Yêu là hành động. Và em là cái đối tượng mà tiếp nhận cái hành động yêu. Thì trong tiếng Anh nó cũng như vậy luôn, là I love you. Đấy, thì đấy là cái cấu trúc, đấy là cái câu căn bản nhất. Thế thì trong một cái câu tiếng Anh như vậy thì danh từ nó đóng vai trò gì? Danh từ có những vai trò sau. Trước hết, tôi phải nói danh từ chúng ta có thể ví von như là một celeb, một celebrity, một cái người gọi là ngôi sao, một celeb. Nó đóng vai trò trung tâm, bởi vì tất cả mọi chuyện trên đời này đều phải nói về một cái chủ thể nào đó. Và vai trò ở trong câu, vai trò quan trọng nhất và vai trò số một của danh từ chính là làm chủ từ, đóng vai trò làm chủ từ ở trong câu, tức là đối tượng gây ra hành động, chủ từ. Ví dụ, she is a student. Thì she trong trường hợp này chính là một danh từ. Và nó đóng vai trò làm chủ từ ở trong câu này. Hay là
This book is very good. She is a student. Cô ấy là một sinh viên. This book is a very good. Quyển sách này rất hay. This book là danh từ, đóng vai trò làm chủ từ trong câu này. Và ví dụ thứ ba chính là ví dụ mà chúng ta vừa mới nói ở phía trên là danh từ chỉ hành động. To learn English needs a lot of determination. Học tiếng Anh cần rất nhiều quyết tâm. To learn English needs a lot of determination. Như vậy, to learn English chính là một danh từ. Danh từ đóng vai trò làm chủ từ ở trong câu. Ok, ở đây tôi muốn gọi là mở ngoặc, đóng ngoặc một chút. Bởi vì có thể có một số bạn sẽ đang băn khoăn là she, theo các bạn học trước đây nó là một đại từ cơ mà. Đấy là đại từ danh xưng. Tại sao bây giờ tôi lại cứ gọi là danh từ? Thì đến đây tôi xin thưa là tại thời điểm này chúng ta chưa học đại từ. Chúng ta hãy coi she là một danh từ và đúng she là một danh từ. Bởi vì sau này chúng ta sẽ biết rằng đại từ chính là cái từ để thay thế cho danh từ. Và về mặt công năng sử dụng thì nó cũng là danh từ. Ok. Cho nên ở đây she là chúng ta coi là danh từ, chỉ người. Vai trò của danh từ, vai trò thứ nhất, vai trò chủ từ ở trong câu. Tức là đối tượng gây ra hành động ở trong câu. Vai trò thứ hai của danh từ là đóng vai trò làm tân từ, object, ở trong câu. Như chúng ta nói ở trên, tân từ là đối tượng tiếp nhận hành động gây ra bởi chủ từ ở trong câu. Ví dụ, she sings a song. Cô ấy hát. Hát cái gì? Hát một bài hát. Một bài hát là đối tượng tiếp nhận cái hành động hát. Đấy là tân từ. Và a song là một danh từ. We learn English. Chúng ta học tiếng Anh. English là một danh từ, đóng vai trò làm tân ngữ ở trong câu này. My friend drives an expensive car. Bạn tôi lái một cái xe đắt tiền. Vậy, an expensive car là một danh từ, đóng vai trò làm tân từ ở trong câu này. Thì đấy là hai vai trò chính của danh từ. Tôi xin nhắc lại. Vai trò thứ nhất của danh từ là làm chủ từ. Đây là vai trò quan trọng số 1 của danh từ. Đấy là lý do tại sao danh từ được coi là xeo lẹt. Vai trò trung tâm, nữ hoàng. Và vai trò thứ hai là danh từ đóng vai trò làm đối tượng tiếp nhận hành động gây ra bởi chủ từ. Đó là tân từ. Mở rộng ra, các bạn còn có thể có thêm một cái trường hợp thứ ba nữa. Đó là danh từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ khác. Danh từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ khác. Có nghĩa là danh từ A cung cấp thêm thông tin cho danh từ B. Thì đấy là một cái vai trò nữa của danh từ. Thì các bạn cũng có thể nhớ thêm cái vai trò này. Danh từ dùng để bổ nghĩa và cung cấp thêm thông tin cho một danh từ khác, các bạn nhé. Là ý nghĩa thứ ba, vai trò thứ ba của danh từ. Thì trong cái buổi học ngày hôm nay, những kiến thức các bạn cần phải nắm, đó là khái niệm về danh từ, là các loại danh từ và vai trò của danh từ ở trong ngữ pháp tiếng Anh, và cụ thể là trong một câu tiếng Anh. Ở bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ học cách chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều. Trên đây là tôi đã trình bày xong với các bạn kiến thức căn bản, có thể nói là căn bản tận gốc của một cái loại từ quan trọng số 1 ở trong tiếng Anh, đó là danh từ. Tôi rất là mong các bạn dành thời gian để ôn tập lại bài và để nắm thật là vững khái niệm danh từ ở trong tiếng Anh. Nó khá tương đồng nhưng mà không hoàn toàn giống với khái niệm danh từ ở trong tiếng Việt các bạn nhé. Tương đồng, có nhiều nét giống nhưng không hoàn toàn giống, không hoàn toàn gọi là đồng nhất. Vì vậy cho nên các bạn cần phải có thời gian để lắng đọng, để tư duy, để suy nghĩ. Đặc biệt là khi chúng ta nói đến cái chuyện danh từ là từ để chỉ hành động, thì đây là một cái khái niệm
mà tôi rất là mong các bạn cần phải có thời gian để hiểu thật là rõ. Hay là chúng ta nói đến cái danh từ đếm được và không đếm được, và danh từ số ít sang số nhiều, đến những khái niệm mà trong tiếng Việt của chúng ta không có. Nó đòi hỏi việc là các bạn cần phải có thời gian để tư duy và để hiểu thật sâu về cái loại từ rất là quan trọng này. Thì đến đây là tôi sẽ dành thời gian cho các bạn đặt câu hỏi nếu có. Bạn hiểu bài không? Nếu hiểu bài, giơ ngón tay lên và mỉm cho tôi một cái nụ cười. Mỉm cho tôi một nụ cười. Cách nói rất là tiếng Anh đúng không ạ? Smile. Give me a big smile. Ok. Rồi, rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Và tôi sẽ dừng cái phần livestream bài học ở đây để các bạn có thể xem lại ở trên kênh YouTube Tone X-Men, và chúng ta sẽ sang cái phần hỏi đáp. Rồi sau đó thì nếu bạn không có câu hỏi gì thì là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần hình như là lễ hội Trung Thu gì đấy, các bạn còn có phần đấy. Thì chúng ta sẽ dừng cái buổi học này ở đây, dừng cái phần học về danh từ đấy gọi nhé. Và mong là các bạn sẽ dành thời gian để thực sự nắm vững nó, bởi vì nếu không nắm vững nó mà khi học thêm các loại từ khác là chúng ta sẽ bắt đầu rơi vào cái trạng thái nó lẫn lộn lung tung, và cuối cùng nó tự mình gây cho mình cái áp lực, làm cho mình rất là khó khăn trong việc mà theo đuổi cái ngôn ngữ này. Ok. Thầy ơi, thầy cho Lết hỏi đấy ạ. Ok, mọi người cảm thấy ok không ạ? Mọi người ok, mọi người say yes một cái thật to, đồng lòng tôi nghe thế nào. Yes. 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 Are you okay? Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Yes. Yes. Oh, good. Yes. Good. 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 Okay. Các bạn thấy bài dễ hiểu không? Bài có dễ hiểu không? Yes. Okay. Very good. Okay. Vậy là tốt rồi nhá. Rồi, okay. Chúng ta sẽ